Chặng đường 25 năm đã đi qua, Delta, từ một doanh nghiệp ngoài quốc doanh sinh ra vào thời kỳ đổi mới, đã lớn mạnh trở thành một tập đoàn xây dựng hàng đầu. Năm 2018, kỷ niệm 25 năm thành lập, một cột mốc đáng nhớ, ghi dấu rất nhiều nỗ lực và trưởng thành. Nhưng đó hoàn toàn không phải là cái đích cho chặng đường phát triển của Delta. Đúng như lời tâm sự của chủ tịch Delta Group, phía trước là con đường rộng mở, nhiều cơ hội và thách thức. Tôi mong muốn chúng ta mãi giữ tinh thần khởi nghiệp, luôn phấn đấu, học hỏi, đổi mới. Chúng ta khởi nghiệp lại trên nền tảng vững chắc mà chúng ta đã xây dựng, để tập đoàn Delta bước lên một tầm cao mới. Delta 2018, khởi đầu một chặng đường mới. Việc nâng cao chất lượng con người luôn được ban lãnh đạo tập đoàn quan tâm chú trọng. Đầu tiên năm 2018, phải kể đến việc bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp là những nhân sự còn rất trẻ, có năng lực và từng quản lý những bộ phận phòng ban quan trọng tại Delta Group. Đội ngũ lãnh đạo của Delta Group hiện nay là sự kết hợp hài hòa của kiến thức kinh nghiệm lâu năm và sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ là những người phát triển hướng kinh doanh mới và áp dụng công cụ quản trị tiên tiến cho Delta. Các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ liên tục được triển khai, áp dụng phương pháp mới hiện đại chuẩn quốc tế, phân chia rõ ràng có hệ thống theo các cấp quản lý, tổ chức liên tục và thường xuyên tại miền Bắc và miền Nam, tăng cơ hội tiếp cận và học tập cho đội ngũ nhân sự Delta đang làm việc trong cả nước. Song song với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc đầu tư mới hóa, tinh nhuệ hóa máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc thi công xây dựng. Năm 2018, ban lãnh đạo Delta Group đã phê duyệt đầu tư 20 triệu đô vào việc nâng cấp trang thiết bị thi công. Delta Group sẽ tiếp tục dẫn đầu với những thiết bị nền móng đầu tư mới để luôn luôn đáp ứng sẵn nhu cầu về tiến độ và chất lượng của các siêu dự án. Với sự phát triển không ngừng, Delta luôn nằm trong top những thương hiệu có giá trị và uy tín nhất Việt Nam năm 2018. Chiến lược nâng cao chất lượng nguồn lực đã giúp Delta quản lý tốt chất lượng công trình. Hệ thống quản lý cùng phong trào xếp hạng công trường 5 sao đã thực sự nâng cao được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tính sáng tạo, đảm bảo chất lượng dự án, khẳng định thương hiệu Delta tại khắp các công trường hoạt động trong năm 2018, đó là khởi động hàng loạt các siêu dự án, các đại đô thị có quy mô rất lớn. Khu đô thị mới An Phú, An Khánh, quận 2, Hồ Chí Minh. Chuỗi dự án đô thị hiện đại của Vingroup. VinCity Ocean Park Hà Nội. VinCity Sportia Hà Nội. VinCity Grand Park Hồ Chí Minh. Loạt dự án đô thị cao cấp của Tân Hoàng Minh. The Eldorado 1 Hà Nội. The Eldorado 2 Hà Nội. Dự án 94 Lò Đúc Hà Nội. Hàng loạt các dự án công trình lớn khác. Học viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm và Giải pháp Công nghệ Phần mềm FPT, Coninco Building, trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội, QMS Tower 2 Hà Nội, HDmon City, nhà máy giấy Lee & Men Hậu Giang, Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc, Công trình xây dựng Cơ quan Thành ủy Hà Nội. Trong năm 2018, bàn giao các dự án Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Viettel Hòa Lạc Hà Nội, Trung tâm Thương mại Văn phòng Làm việc Agrisim Hà Nội, Vincom Plaza Thái Nguyên, Vincom Plaza Phủ Lý Hà Nam, Vinpearl Condotel Phủ Lý Hà Nam, Ancora Sun Grand City Hà Nội, trụ sở Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Chùa Linh Phong Bình Định, và rất nhiều các dự án đang khẩn trương thi công, hoàn thành tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư. Bên cạnh những khách hàng truyền thống như Vingroup, Tân Hoàng Minh Group, Sun Group, trong năm 2018, Delta Group tiếp tục thêm vào danh sách đối tác chiến lược của mình những tên tuổi lớn trong nước, đó là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà HDTC, thỏa thuận hợp tác cùng Enprise Group
và Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam VNCC. Việc mở rộng quan hệ hợp tác cùng các công ty và các tập đoàn uy tín là bước đi phù hợp mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tiến trình phát triển của Delta Group. Delta 2018 với sản lượng 9.000 tỷ, trên 50 công trình là các đại đô thị, các siêu dự án hoạt động trên khắp cả nước là thành quả của những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng của tập đoàn. Gần 3.000 cán bộ, kỹ sư của Delta Group hoàn toàn có quyền tự hào về kết quả đó. Tuy nhiên, điều đáng tự hào hơn là sự trưởng thành của mỗi con người Delta trong tư duy, trong kỹ năng và trong cả đạo đức làm người. Chương trình phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên, gia đình và con em cán bộ thông qua nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng: giải tennis Delta lần thứ 5, giải vô địch Delta Cup lần thứ 4, giải golf for Delta Invitation 2018, tổ chức nghỉ dưỡng du lịch hè cho cán bộ và gia đình, du xuân, liên hoan ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 cho cán bộ công nhân viên nữ, xây dựng riêng các sân chơi, các cuộc thi tài năng cho các Delta nhí. Các hoạt động của câu lạc bộ lãnh đạo tiềm năng, câu lạc bộ kỹ sư trẻ Delta được tổ chức thường xuyên định kỳ để kết nối, chia sẻ nhiều nội dung trong công việc. Các câu lạc bộ vừa được coi là sân chơi và cũng là môi trường để phát triển, sáng tạo của đội ngũ cán bộ kỹ sư Delta. Thường xuyên có những hoạt động từ thiện hướng tới cộng đồng, Delta Group luôn kịp thời chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đỡ các địa phương cần hỗ trợ khẩn cấp, tham gia tích cực các chương trình vì cộng đồng, các giải thi đấu gây quỹ từ thiện. Bên cạnh đó, Delta Group tiếp tục duy trì chương trình từ thiện riêng biệt của tập đoàn, dự án xây trường từ thiện Delta Theo Em Đến Trường. Năm 2018, Delta Group đã bàn giao điểm trường, trường mầm non Thanh Nho thuộc xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Delta Group luôn mong muốn đóng góp và sẻ chia trách nhiệm xã hội bằng những giá trị nền tảng của doanh nghiệp mình. Nhìn lại 2018, khởi đầu một chặng đường mới, đi của Delta Group trong việc đầu tư mạnh vào tất cả các nguồn lực, từ nâng cao năng lực nhân sự, bổ sung tài chính, hiện đại hóa tài sản thiết bị hay đổi mới quy trình quản lý đã đem đến nhiều kết quả đáng mừng. Một năm mới sắp đến, gặp lại một năm cũ đầy nỗ lực, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng 2018 là tiền đề tạo đà cho việc bứt phá của Delta Group trên con đường phía trước. Chúc cho toàn thể cán bộ công nhân viên Delta sẽ luôn đoàn kết đồng lòng cùng ban lãnh đạo vượt qua những thử thách trên chặng đường chinh phục đỉnh cao mới.